Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách convert hay còn gọi là chuyển đổi định dạng video phù hợp với chương trình dựng. Trong quá trình dựng phim thì đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái định dạng video mà không thể import vào trình dựng như ở đây. Đây tôi có một cái file video định dạng là FLV. Với cái định dạng video này thì trên cái trình dựng Premiere thì đang là không hỗ trợ. Thì trong trường hợp với cái định dạng không hỗ trợ như này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Bình thường thì các bạn sẽ dùng một cái chương trình convert, ví dụ như là Procorder. Ví dụ tôi sẽ sử dụng Procorder để tiến hành convert cái file kia. Thì như các bạn cũng thấy là ở đây là Procorder cũng không hỗ trợ cái định dạng file như này. Tất nhiên là các bạn có thể dùng những cái chương trình convert khác hỗ trợ nhiều định dạng như Total Convert. Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ giả sử như trong trường hợp mà các bạn chỉ có trình dựng phim hoặc là có Procorder như tôi vừa rồi và không thể convert được thì chúng ta sẽ xử lý theo một cách rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ tiến hành upload cái file video không hỗ trợ để lên trên YouTube. Sau đó chúng ta sẽ nhờ chính YouTube convert cái file cho nó phù hợp với cái định, cho phù hợp và ta download lại cái video đó để có thể là import lại trình dựng. Đây các bạn thấy tôi đang tiến hành tải cái file video đó lên. Thì ở đây thì chúng tôi sử dụng cáp quang, do vậy là cái tốc độ tải cũng tương đối nhanh. Thì tùy theo cái đường truyền của các bạn mà cái quá trình tải này nhanh, up lên này nhanh hay chậm. Sau khi video up xong thì các bạn sẽ kích vào cái đường link ở đây. Các bạn cài IDM có tính năng bắt link rồi các bạn kích vào. Đây thì ở đây tôi đã có cái file MPEG 4 và chất lượng HD, tôi sẽ tiến hành download về máy. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ mở lại trình dựng và import cái file vừa download về. Các bạn sẽ thấy đây chính là cái file mà chúng ta không mở được ở định dạng FLV. Thì trên đây là cái cách, một cái mẹo để các bạn có thể convert các định dạng video một cách dễ dàng mà sử dụng chính là YouTube để convert. Bài hướng dẫn tới đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công.